truyền thông châu Âu phát cuồng khi nói về món bánh mì kẹp thịt của Việt Nam đang gây sốt tại châu Âu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tri thức Việt. Ngày nào ắt cũng đọc báo châu Âu tìm hiểu về tình hình chiến sự Ukraine-Nga, làm video phục vụ khán giả. Thì thật vui khi thường xuyên bắt gặp hàng loạt bài quốc tế viết rất hay về món bánh mì kẹp Việt Nam. Cứ phải gọi là people make it complicated, nên cứ enjoy cái moment này đi. Tất cả các tờ báo châu Âu đều dùng nguyên từ bánh mì, chứ không có dịch sang tiếng Anh để đặc biệt chỉ bánh mì kẹp thịt của nước ta. Các tờ báo như The Travel, Oddity Center, Le Monde râm râm dành những lời khen có cánh cho món bánh này. Còn có cả những bài viết hướng dẫn cách để làm một bánh mì Việt Nam. Họ gọi bánh mì kẹp là đại sứ thương hiệu của ẩm thực đường phố của Việt Nam. Họ khẳng định, ăn một lần rồi tôi quay lại mua nữa bởi vì quá ngon. Đúng thật các bạn ạ, món này gần gũi bình dân nhưng có sức hút thần kỳ, khiến ai ăn vào cũng mê mẩn quên lối về. Ôi cứ nghĩ đến cái bánh kẹp to ú ù nào là pate, nào là dưa chuột sầu ngò, gỏi, thịt, trứng rán đi kèm với nước tương ngọt ngọt cay cay thì phải thôi lên, ù là trời luôn đấy. Bánh mì kẹp Việt Nam liệu có ngon như lời đồn? Liệu có điều bí ẩn gì khiến báo chí nước ngoài dần dần khen ngợi, người dân ùn ùn kéo đến chờ thưởng thức như thế? Không để các bạn đợi lâu nữa, hãy cùng ắt khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Theo bảng xếp hạng từ website du lịch uy tín traveler.com.au của nước Úc, cùng với nhiều món sandwich khác, bánh mì Việt Nam được nhiều du khách cực kỳ yêu thích và có tên trong bảng xếp hạng 10 món sandwich ngon nhất thế giới. Bài viết kèm theo bảng xếp hạng như sau: bánh mì là một món ăn dân dã tại Việt Nam. Đây được đánh giá là một trong món ăn mà du khách phải thử khi tới Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh hay phố cổ Hội An. Món bánh mì giòn rụm bên ngoài, mềm và mọng nước bên trong, ăn với thịt lợn, các loại rau sống, chả, xúc xích, pate và nhiều nguyên liệu khác gia giảm tùy theo mỗi vùng miền. Le Monde, một tờ báo hơn 60 tuổi, uy tín nhất nước Pháp, mới đây đã có bài viết thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt. Cụ thể, một bài viết được đăng trên website của tờ báo này đã đặt tựa đề với nhiều kỳ vọng đưa bánh mì Việt Nam vào bản đồ ẩm thực đường phố trên thế giới. Bánh mì có thể thay thế bánh burger không? Ngoài ra, tác giả viết bài này còn dành nhiều lời đánh giá tích cực cho bánh mì Việt Nam. Do bánh tét, bánh mì như biểu tượng của ẩm thực Việt Nam. Nó dựa trên những nguyên liệu đơn giản mà khiến bạn ngay lập tức muốn cắn vào khi nhìn thấy. Đây cũng là món ăn thể hiện rõ nét hơn cả sự phong phú của ẩm thực Việt Nam. Ngoài ra, tác giả còn cảm thán về sự ấn tượng với món bánh mì này. Không ai có thể từ chối được. Lại một tờ báo khác là Jyllands-Posten của Đan Mạch bàn về một nhà hàng khá lớn có tên là Bánh Mì. Bài báo kể lại rằng nhà hàng này do 4 người Đan Mạch sau khi du lịch Việt Nam thấy bánh mì kẹp thịt ở Việt Nam ngon quá, cho nên hỏi cách làm, lấy điểm nhấn là bánh mì kẹp thịt Việt Nam. Tờ báo mô tả bánh mì màu trắng, bên trong có thịt rau sống, ớt tươi và rau mùi. Trên báo châu cũng có những tờ báo hướng dẫn cách làm bánh mì Việt Nam. Như là đây, một tờ báo Pháp đã lưu ý rằng bánh mì Việt Nam thì nhất thiết phải có rau mùi, rau ngò mới ra được bánh mì Việt Nam. Hay là trên tờ Västerbotten của Thụy Điển nhấn mạnh là muốn thành công thì phải có thêm tương ớt. Một tờ báo Áo dành tận 2 trang không chỉ hướng dẫn cách làm mà còn thêm dòng bình luận. Bánh mì vốn dĩ không phải là lương thực truyền thống của Việt Nam, nhưng bánh mì Việt Nam đã kết hợp bánh mì Pháp với thương hiệu Việt Nam tạo ra món ăn kết hợp Đông Tây ngon nhất lịch sử. Đối với châu Âu, món này độc đáo ở chỗ, ngoài thịt với pate, còn có rau tươi, dưa chuột, đồ chua, tương ớt và nhất là rau mùi. Có thể thấy món ăn bình dị này đã chinh phục được trời Âu. Một minh chứng rõ hơn cho sự nổi tiếng của bánh mì kẹp thịt này là những quán bánh mì Việt Nam mọc lên khắp nơi, tại các đường phố không chỉ trong mà còn ngoài nước, từ những quán đơn giản ở vỉa hè đến những quán được bày trí sang xịn mịn. Nhưng dù loại quán nào thì đều rất đông khách, đông đến nỗi thực khách phải chờ hàng dài để đợi đến lượt thưởng thức. Tuy phải chờ đợi nhưng ai nấy đều tỏ ra thích thú. Ăn các thức ăn Việt luôn ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là rau xanh, vậy nên thức ăn Việt là ngon nhất. Lời nhận xét đến từ thực khách Iris Demisi. Tôi rất thèm món này, tôi đã ăn rất nhiều khi đi du lịch Việt Nam. Sau khi về nước, tôi đã đi dọc khắp phố để tìm kiếm hương vị ấy. Thật may cửa hàng bán bánh mì Việt đã đến trên nước tôi. Một người Hàn Quốc say mê bánh mì Việt cho biết. Tôi đứng đợi để mua bánh mì, trước và sau tôi cũng có nhiều người đang xếp hàng. Giữa lựa chọn đi về cho xong hay chờ đợi để mua một ổ bánh mì kẹp thì cái thứ hai vẫn tốt hơn. Vậy là tôi háo hức chờ tiếp. Lời khen ngợi đến từ Nhật Bản. Hương vị này đã lên lỏi trong các con phố. Chúng tôi đã phải xếp hàng dài để mua nó, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận thôi. Tôi đã ăn tận 2 cái, dù rất no nhưng tôi thích ăn,
như là giăm bông và trứng rán có trong bánh mì. Một người Anh bình luận, không nên ăn bánh mì này đâu, ăn rồi ngon quá phải ăn mãi đó. Nghe thôi mà đã thấy ngon nhức nách, ăn vừa đọc mà vừa sướng dẫn trong bụng. Tinh túy ẩm thực nước nhà được Hội Sành Ăn Thế Giới mê đến 9 tầng mây. Không phải những lời bình luận trên quá trương đâu, riêng Át cũng cảm nhận như họ vậy. Bánh mì vừa rẻ vừa dễ ăn mà siêu ngon. Đi đâu Át cũng tìm mua cho bằng được một vài ổ bánh mì kẹp thịt để tận hưởng hương vị của nó. Họ phải yêu lắm bánh mì Việt Nam mới cảm nhận được rõ như thế. Thậm chí nhiều người nước ngoài còn say mê đến nỗi mang hương vị Việt Nam trở về nước, mở tiệm bán bánh mì theo công thức Việt Nam. Át xin giới thiệu một số cửa hàng để chúng mình cùng tự hào nhé. Đầu tiên là quán bánh mì Phượng tại Seoul, Hàn Quốc. Quán mang phong cách Hội An và có hương vị chuẩn nét Việt Nam, khiến thực khách lấy làm phấn khích khi đến ăn. Ngoài ăn ra thì thực khách còn vui vẻ chụp ảnh với background nền vàng, hoa giấy và lồng đèn, thứ thể hiện tinh thần phố cổ Hội An. Tiệm bánh mì Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản. Bánh mì ở đây đầy đủ nhân như là ở Việt Nam, bao gồm 5 loại bò nướng, heo nướng, pate, giam bông và gà. Bánh mì Kitchen ở Hồng Kông cũng là một địa điểm bánh mì Việt tại nước bạn nức tiếng xa gần, được tờ South China Morning Post nhận định là một trong những tiệm bánh đáng thưởng thức nhất. Bánh mì ở đây có 3 loại nhân gồm thịt nguội, thịt heo nướng và gà. Nếu bạn muốn ăn chay, quán vẫn có thể phục vụ bánh mì kiểu chay cho bạn. Kale là một quán nổi tiếng tại Anh bán bánh mì Việt Nam. Hiện tại, Kale đã có 4 cơ sở tại London. Bánh mì ở đây ngon mê mẩn tâm hồn người yêu ẩm thực đấy nhé. Bánh mì Kale mang đậm hương vị bánh mì Sài Gòn, với những loại nhân như thịt nướng giò, vịt quay cà ri gà, kèm theo đó là những nguyên liệu truyền thống như dưa chuột, cà rốt muối, rau mùi, hành tây, ớt, nước sốt, v.v. Và cuối cùng là tiệm bánh mì bơ ngon tuyệt tại Francisco, Mỹ. Tiệm bánh mì Việt Nam đã thành công vang dội đến mức mà bất cứ ai đến San Francisco đều nghe tên và muốn thử. Hai cơ sở của tiệm đều mang phong cách đậm nét Việt Nam. Loại bánh mì bán chạy nhất ở đây là bánh mì gà nướng ngũ vị. Chính vì vậy mà đã có người bạn nước ngoài nói vừa vui vừa thiệt là bánh mì Việt Nam đang xâm lấn địa cầu. Bánh mì Việt Nam có lớp vỏ mỏng, giòn, thường có màu vàng của bánh nướng, không quá đậm, chỉ hơi hoe vàng và hơi nứt. Bên dưới lớp vỏ giòn là phần ruột mềm và trắng nên có thể được mô tả vắn tắt là giòn vỏ mềm ruột. Người ta thường nướng bánh giòn nóng từ trước, rạch một đường dọc theo thân bánh và cho lần lượt gia vị, phần nguyên liệu chính như chả lụa, xúc xích, thịt heo quay, xíu mại, thịt heo, pate, lạp xưởng, trứng rán, thịt nguội, cho thêm một chút rau, dưa chuột, rau mùi và hành lên trên phần nguyên liệu chính, rồi lướt thêm các loại nước sốt. Rồi khi khách đến, theo khẩu vị của từng người mà các thành phần có thể điều chỉnh để mang tới một hương vị phù hợp nhất. Chỉ nhìn thôi ngay lập tức muốn cắn ngay. Thật hoàn hảo cho một bữa ăn là như thế đấy. Việt Nam của chúng ta đa dạng về văn hóa, phong phú về ẩm thực, mỗi vùng miền có một món ăn đặc trưng riêng. Cũng có một vài món ăn thì có xuyên suốt khắp Việt Nam và mang tiếng thơm ra tầm thế giới, như bánh mì kẹp chẳng hạn. Ai chưa ăn thì ăn cho biết, ai ăn rồi thì cứ thế mà ăn. Nhưng cảnh báo, món ăn này có thể gây nghiện đó nhé. Nói vui thôi, ý của Át là làm chúng ta mê mẩn mà quay lại ăn nhiều lần ấy mà. Video đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy like, share và để lại comment nhé. Để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Trí Thức Việt, thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký ngay bên dưới nhé. Chúng mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.